Chào các bạn. Trước mặt chúng ta đây là ba chiếc ampli của KT Audio. Chúng tôi đang tiến hành việc chạy già để sau khoảng 48 tiếng chạy già thì sẵn sàng bàn giao cho các khách hàng. Thì từ trái qua phải các bạn nhìn thấy đây là chiếc ampli KT88 sử dụng biến áp của KT Audio. Chiếc ampli thứ hai là 300B cũng sử dụng biến áp của KT Audio và chiếc ampli thứ ba là một sản phẩm KT88 mà sử dụng cái biến áp của Tango Nhật Bản. Thì nói một chút để các bạn hình dung là tại sao với các cái âm ly mới chúng ta phải tiến hành việc chạy già. Bởi vì là với các cái linh kiện hoàn toàn mới, ví dụ như là bóng đèn, ví dụ như là các cái con tụ mà lắp ở trong máy, tụ nối tầng, tụ hóa, vân vân, thì tất cả các cái sản phẩm đó đều là những sản phẩm chúng tôi sử dụng sản phẩm mới tinh. Vì vậy cho nên là các cái cấu trúc, ví dụ như nói về bóng đèn thì chúng ta biết là bóng đèn nó làm bằng kim loại, các loại kim loại khác nhau, các loại hợp kim. Vì vậy cho nên là phải có một thời gian chạy già ổn định, có nghĩa là đảm bảo cái sự gia nhiệt của nó đủ dài để các cấu trúc kim loại nó được ổn định, các sự giãn nở, các cái ta tạm coi như là nó tôi luyện cái chất liệu kim loại đó dưới nhiệt độ cao, thì khi ấy các cái thông số nó sẽ ổn định và nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Cũng tương tự như vậy đối với tụ điện, thì ta biết là các cái tụ nó có chất điện môi bằng dầu hoặc bằng hóa chất, thì bản thân trong cái quá trình luyện điện hay còn gọi là chạy già ấy, nó làm cho cái tụ đó nó đạt được cái trạng thái ổn định, và từ đó trở đi thì âm ly mới có cái chất âm ngọt ngào ổn định và tinh tế đặc trưng của âm ly đèn. Thế thì với cái sản phẩm KT88 mà chạy biến áp suất âm của KT Audio này thì có công suất ra, các bạn nhìn thấy nó cái tầng công suất nó có 4 đèn, 4 đèn Zenalec. Thì cái sử dụng cái biến áp suất âm của KT Audio này, cái âm ly này có thể ra được công suất xấp xỉ 50W. Với cái âm ly thứ hai KT88 mà chạy biến áp suất âm của Tango thì cũng tương tự như vậy thôi, cũng khai thác được khoảng chừng gần 50W. Cái loại âm ly KT88 này ấy, nó sẽ rất phù hợp với những cái loa mà nặng đánh có độ nhạy khoảng chừng độ 88 dB trở lên là có thể kéo tốt rồi. Chẳng hạn như các loa JBL, các loa Tannoy, các loại loa high-end đời mới, kể cả các loa đời cũ nữa, và các loại loa Buxell, thì cái KT88 này có thể kiểm soát rất dễ dàng. Không chỉ tiếng bass mà còn phần giải trung và giải cao nó cũng rất đẹp. Và một điều đặc biệt nữa là trong tất cả các cái sản phẩm KT Audio thì chúng tôi đều sử dụng đèn vang. Các bạn có thể lưu ý rằng là đây, đây là cái đèn vang ở cái âm ly này. Đây là đèn vang của cái âm ly 300B. Các cái âm ly của chúng tôi đều sử dụng đèn vang. Đây là một trong những cái lý do và một trong những cái bí quyết để làm sao nó tạo ra cái âm thanh ngọt ngào, trung thực, và nó có cảm giác nó rất tự nhiên trong âm nhạc. Đấy là âm ly KT88. Thì còn đối với những bạn mà chơi những cái loại loa độ nhạy cao hơn, ví dụ như độ nhạy từ khoảng độ 93, 92, 93 dB trở lên và mong muốn cái chất âm ngọt ngào, tình cảm tự nhiên, thì 300B là một cái ứng cử viên rất là phù hợp. Bởi vì đèn 300B mặc dù là công suất giới hạn chỉ khoảng 7 đến 8W thôi, thế nhưng mà nó đáp ứng được một cái yêu cầu rất quan trọng, đấy là cái chất âm nó rất là ngọt ngào, tinh tế và tự nhiên. Một số bạn có thắc mắc là vì sao những cái sản phẩm KT Audio mà 300B này ấy, chúng tôi lại sử dụng cái cấu hình lắp ráp như thế này, tức là bố trí theo cái chiều ngang. Chúng ta thấy ở đầu tiên nó có một cái đèn 6SN7 này. Đèn 6SN7 đầu tiên này là đèn tiền khuếch đại. Đến cái đèn 6SN7 thứ hai là đèn driver, rồi nó mới đẩy qua hai cái đèn 300B này. Lý do chúng tôi sử dụng, tức là một cái đèn 6SN7 này là nó khuếch đại cho cả hai vế. Cái cách thiết kế này ấy, mới thoạt nhìn thì có vẻ nó không đối xứng, nó không 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 được đẹp mắt lắm, nhưng thực tế đây là rất có lợi về mặt kỹ thuật. Lý do vì sao? Bởi vì hiện nay những cái loại đèn quý nó rất hiếm, cho nên nếu chúng tôi lắp như thế này thì các bạn chỉ cần thay một cái đèn này thôi. Nếu mà muốn nâng cấp thay một cái đèn 6SN7 này thôi thì toàn bộ chất âm của cái âm ly đã thay đổi theo. Và có những cái đèn 6SN7 rất là đắt tiền, ví dụ có những cái đèn mà nó lên đến 7 8 triệu, thậm chí trên chục triệu một cái bóng đèn, thì rõ ràng nếu mua hai bóng các bạn phải mất tới 20 triệu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mua một bóng thôi thì chúng ta đã có thể được thưởng thức cái chất âm xuất sắc của cái dòng đèn quý. Đấy. Thì đối với âm ly KT88 cũng như vậy, các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái đèn ở giữa chúng tôi sử dụng đèn 6SL7. Đấy, hai đèn hai bên tiền khuếch đại và đảo pha là đèn 6SN7. Như vậy tức là các bạn chỉ cần thay một cái đèn 6SL7 này thôi là có thể chúng ta có được cái chất âm nó mà cái đèn quý á,
nó mang lại cái chất âm rất là đặc trưng của cái dòng đèn cổ. Nó làm cho cái âm ly gần như là có cái sự thay đổi và nó đáp ứng được cái yêu cầu thay đổi về màu âm, về chất âm của những cái bạn yêu nhạc. Đấy. Thì các bạn có mong muốn tìm hiểu chi tiết hơn về kỹ thuật, về chất âm và về các cái kỹ thuật phối ghép cũng như cái khả năng phối ghép của các âm ly của chúng tôi thì mời các bạn có thể gọi điện đến cho tôi theo số máy 090 325 7249. Và tất cả các cái âm ly của chúng tôi đều được chạy già, và trong quá trình chạy già này thì theo dõi kiểm tra để mà đảm bảo khi sản phẩm xuất xưởng là luôn luôn ở cái trạng thái hoàn hảo nhất, đáp ứng được yêu cầu của các bạn yêu nhạc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.